Đây này các bác thấy e-keng không? Đấy. Đã không? Nhìn phê không? Không nhìn cái đứng cái viên đinh này. Và bên em về những cặp loa hàng bãi cũng kiểu như là, nhưng mà cặp này cặp thủ shop đây, nó có chỉ có sự hợp 9 rưỡi với 10 nha, so với những cặp hàng bãi. Đấy, bác nào sưu tầm thì cứ alo cho em nha, nhìn cái e-keng là đủ yêu luôn rồi. Đấy thì mời các bác xem lại một tí nữa từng chi tiết này, cái độ đẹp của những cái mút này. Đấy. Nó nét. Đấy, bác nào yêu thì alo nha, tất cả tiếng loa nó đều có chữ FB nha, FB là của thị trường Mỹ nha. Nó là gần zin hết nha các bác, tại vì nó là sử dụng gần vải. Đấy. Đấy, bác nào sưu tầm cặp 88A thùng xốp này thì cứ alo cho em nha. Ngoài số điện thoại này, đây là catalog của nó. 28 bao ship, chuyển khoản đủ thì bớt 300 nghìn. Vâng, sau đây em mời các bác cùng chiêm ngưỡng cặp loa C88A FB nguyên thùng xốp hàng đấu qua mạng về. Hay là cái tem gửi này các bác. Đây. Bắt in Japan xuất cho thị trường Mỹ. Và cặp này bác là sưu tầm thì liên hệ cho em nha. Cái thùng này là cái thùng bảo quản của cái cặp loa bên trong nha các bác. Bảo quản nó nên là những cặp thùng xốp nó sẽ hiệu, nó nhỉnh nhỉnh hơn một tí. Và nó là hàng sưu tầm mấy chục năm rồi, nhưng những cái thùng xình á, nó vẫn còn được lưu trữ và nó còn chất lượng rất là tốt. Đây, những cái thùng xình này các bác, giấy của nó rất là chất lượng nha. Cũng đã hơn 50 năm rồi mà những cái thùng nó vẫn còn rất là đẹp nha. Đây catalog xịn sò của nó luôn. Đấy, xốp cái giấy bọc này, giữ xốp nó cũng còn nguyên luôn này. Catalog của nó đây, 80W FB 4 quay xéo loa, gồm là một bát này 30 này, hai mic, hai chấp giấy và một siêu chấp kèn. Đấy, thông số của em nó đây các bác, 21,5 kg trên một loa, độ nhẹ rất là cao, lên tới 97 decibel và mắc lên tới 103. Rồi em sẽ khui em nó ra nha các bác, thì phải chỗ ra chứ nó còn dính luôn cái keo này, còn nguyên keo bọc luôn này. Cặp này giá 28 triệu bao ship nha các bác. Bác nào sưu tầm thì cứ alo trực tiếp cho em nha. Chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 300 nghìn, còn 27 triệu 700. Rồi em sẽ bê em nó ra khỏi cái thùng này để các bác cùng chìm ngưỡng vẻ đẹp của nó nha. Vâng, đây là độ đẹp của nó khi rơi khỏi thùng xốp các bác. Đấy, em mới lấy nó ra đây. Đấy, các bác thấy độ mộc mạc này, nó nằm trong cái thùng nên cái độ đẹp của nó đặc, gọi là chỉ tiêu rất là cao, khó mà tìm cặp nào mà như thế này. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em nha. Muốn sưu tầm một cặp 8A hàng thùng xốp. Đấy. Tất nhiên nó phải đẹp cấu cạnh rồi các bác, bởi vì là sao, nó nằm trong thùng giấy rồi, một cái thùng xốp được bảo quản vài chục năm. Đấy, các bác nhìn này, mướt đồng luôn nha. Đấy, bác nào mình anh tem mình chốt cặp này nha, hàng sưu tầm thôi nha các bác. Em bán đúng giá là 28 triệu nha, chuyên khoản đủ vẫn bớt 300 nghìn. Rồi bên em cũng có những cái cặp hông thùng cũng đẹp xuất sắc nha các bác, thì nó phải 9 với 10 với cặp này đẹp xuất sắc hết, giá là 24 triệu 8. Còn cặp đây là cặp thùng xốp hàng sưu tầm nguyên mọc hết đó, thấy không? Gỗ này không mọc này. Cặp này là 28 nha, hàng thùng xốp. Rồi em tháo cái keng để quay nhanh cho các bác xem luôn. Chứ còn độ đẹp về ngoại thất cũng như là hình hài của nó thì không cần bàn nữa. Đấy. Ui dồi ôi luôn. Quá đẹp. Đây là tổng quan, cùng ngắm nha. Đấy, mã FB bát 30. Đẹp mức.